qua mình đã nhổ một cây bông hồng rồi, tại vì trong vườn có một loại mà tới hai ba trồng hai ba chỗ, nó mọc hai ba chỗ, cho nên mình đã nhổ ra một cây cho nó trống, có chỗ để trồng cái khác. Cây này hình như nó cũng mọc ngay chỗ này. Mỗi ngày mình sẽ ra sao? Ban đầu chỗ này rất là trống thưa thớt, mình trồng vô theo cái tầng và đã đầy được như vậy. Ui, hôm nay cái hồng tím của mình nó nở hết sức luôn, nhiều bông quá. Và có một cây bông hồng leo cũng nở một bông luôn. Hồng tím này thì khỏi chê luôn, đẹp dữ lắm luôn nè, đây nè. Nụ của nó nè. Có hai trái xoài, ba trái xoài trên này luôn. Xoài năm nay ít lắm. Đấy, đây luôn. Cái bông.